Bởi người ta nói là mấy chú mấy bác nông dân là lúc nào cũng khỏe mạnh là đúng luôn á. Giờ trai trẻ chưa chắc gì để làm nổi luôn không? Đó, bên đây có cái hang nữa nè. Ở đây bà con mình đốt đồng nhưng mà không ảnh hưởng gì tới con chuột đâu. Nó ở dưới sâu lắm. Cái này á mình là một cái trò chơi tuổi thơ đồng quê mà những năm cái cục đất gì đâu mà nó bự như vậy. Ông lớn tuổi ông dinh được là ông sức khỏe dữ lắm luôn ông ơi. Dạ. Là cả nhà có cái cục đất này. Quá trời một ê như vậy dinh gì nổi. Nha, mấy cục bự bự tấn nè. Quá xá luôn. Nè, những cái búp hoa sen này. Cả nhà mình thấy không? Mình xin phép bứt một bông nha cả nhà. Người hồi đó ở đây rồi đi ra nước ngoài ở rồi nhớ quê hương cái Dạ đúng rồi. Có nhiều cô chú anh chị nước ngoài á, xa quê hương lâu lắm rồi không có thấy được cảnh này á. Em xin chào cả nhà. Đây là bụi tre làng. Bụi tre này lâu năm lắm rồi cả nhà ơi. Ngay đây á thì em phát hiện ra một cái cây này. Cái cây tuổi thơ mà em đã quên tên, không nhớ tên cây gì luôn á. Nhưng mà nếu mà ai đã từng ở dưới quê ha, đã từng sinh sống ngày xưa tới giờ sẽ biết cái này á, mình là một cái trò chơi của mấy mấy bé tuổi thơ đồng quê mà những năm 8x 9x nha cả nhà. Mình bứt những cái cây này nè, mình bỏ vào thau nước á, tự động á nó nổ ra, nó kêu bụp 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 đó. Cái hồi kỳ thì tuổi thơ đó mình hay chơi như vậy, rất là đã luôn, nghe êm tai lắm cả nhà. Ngày xưa đâu có trò gì để chơi. Cây này không biết cây gì mà bây giờ thấy còn sót lại ở đây nè. Đứng cạnh đây á là một cái ao. Ao này hiện tại nó đang cạn nước, nó cạn dữ dội luôn á, khô đáy ở dưới đây luôn rồi. Có bèo tây ở dưới nhiều. Toàn bộ cái khu vực ao này trồng sen không cả nhà. Mùa nước là hứa hẹn là sen rất đẹp nha. Cái ao nó dài lên tới đây luôn, sen thì nó mọc ha, bít ao hết giáo, nó loang tỏ ra đó cả nhà. Đây một cái cây cũng là bông hoa dại thôi, bông hoa dại ven đường á cả nhà ơi. Đã ha, bông này nhìn thấy nó mộc mạc chân quê lắm, nhiều quá trời nhiều nè. Mình cũng không biết kêu tên gì luôn đó, nhưng mà nhìn nó khá là đẹp. Hiện tại mình đang đứng, em đang đứng ngay trên một cái tuyến đường. Tuyến đường đang đi vào trong khu vực nhà dân ở phía trong này. Trong này còn ruộng đồng nhiều lắm. Phía bên đây là ruộng vườn tược nè, bà con. Ở đây có thể là có một số bà con mình quây quần sống bên đây bên nhau thôi. Thì lác đác lai rai thì vài cái căn nhà thôi. Như đây nè, 5 căn nhà phía trước ha. Còn bên đây 1-2 căn nhà. Còn đây là khu nhà vườn nè. Còn phía bên này thì đồng ruộng không à cả nhà. Thấy xa xa có một cái ao, một bờ đê gì đó. Một chú nông dân đang đắp bờ đê ở đây. Cảnh bà con mình đốt đồng nè, dọn cây, dọn rác vào đó. Vào cái mùa nắng nóng sau Tết á, để cho mình có thể cải tạo đất lại để canh tác vụ mùa mới đó cả nhà. Bên đây cái nhà yến nó kêu lớn ghê không. Đường xá thì ở đây em đang đứng là xã Mỹ Lộc của huyện Cần Giuộc tỉnh Long An.
Đường này cũng hiện đại nha, có đèn đường với những cái tấm pin mặt trời đó cả nhà. Đèn tự động, tự tắt, tự sáng. Ở dưới quê mà được như vậy thì khá là thuận lợi cho bà con mình ở cũng như là sinh sống đi qua lại ở tuyến này rồi. Vẫn là cái ao nhưng mà ở phía dưới này nó mùa khô có những cái búp nữa nè. Cái này không biết em có xuống được hay không nha cả nhà, nó hơi dốc, nó hơi dốc, mình đi xuống hơi khó khăn. Rồi ây da, trời ơi hên quá, đi xuống tới rồi cả nhà ơi. Nè, những cái búp hoa sen nè cả nhà mình thấy không, mình xin phép bứt một bông nha cả nhà. Ở dưới quê mà mấy bạn trẻ cũng không có hái cái này để ăn nữa cả nhà. Bên đây một cái nữa nè, trời đã gì ta, sen nè, đã ghê không. Rồi đằng kia nữa kìa cả nhà, đằng kia một búp nữa. Rồi búp con búp mà hả, ở đây thấy nhiều quá, thấy tiếc quá cả nhà ơi. Em nghĩ là đây không ai ăn luôn á, bỏ mà nó già chát gì luôn nè. Cái này non nè cả nhà, con này già luôn nè, già gì làm giống luôn chứ bức uổng lắm. Ở đây nữa này non nè, ăn ngon nè. Rồi xin ba búp luôn đi. Trời ơi còn ở dưới nữa nè, phía trước nữa cả nhà ơi. Dạ rồi, cái này non rồi, hái luôn. Ao giờ nó đang cạn mà sen rất nhiều ở khu vực này nha cả nhà. Dưới một cái ao cạn mùa khô, những cái bông này màu tím cũng khá là đẹp, bắt mắt lắm. Cảnh đẹp ở dưới ao sen mùa khô, mùa hạn hán đó cả nhà. Ở đây em nghĩ nếu mà bà con mình có chạy ngang đây có thể xin vài búp thì em nghĩ bà con mình không khó đâu, tại vì cái này đa số là không có ăn đó, bà con mình không có ăn, cứ bỏ gì không nè. Thấy có những cái búp nó già luôn rồi, nó ra hạt luôn á cả nhà. Ở trên bờ bà con mình vẫn di chuyển qua lại, lâu lâu mới có những chuyến xe. Đường quê mà có những người vào trong khu vực này, nhà của mình mới đi di chuyển ngang đây thôi. Với lại bà con mình đi mua, đi làm đậu đồng đó, trung chuyển rồi đó mới chạy thôi cho cả nhà. Mấy cái viên này y như là cục phân vậy đó, nhưng phải cái mùa khô mà những cái con chuột ở đây nó đào hang đó cả nhà, chuột đồng không á, quá trời nè. Mình nhìn lên là mình biết cái hang của nó nằm ở đâu liền đó, bên đây có cái hang nữa nè. Ở đây bà con mình đốt đồng nhưng mà không ảnh hưởng gì tới con chuột đâu, nó ở dưới sâu lắm. Này mà có mấy anh mà chiên về bắt này thôi rồi hỏi chạy luôn á cả nhà. Mùa khô thì không có nước đâu, mình dễ ấy lắm. Ở đây nguyên cái đám ruộng đốt đồng của một ông một chú ở đây. Phía xa xa là cái bờ kênh á, cái bờ kênh của chú. Bờ kênh chú làm một cái ao, chú móc đất nên chú đắp bờ bao á cả nhà, để nuôi cá gì đó. Thấy chú đang lui cui làm gì ở phía cái chòi kìa. Bây giờ mình lại hỏi thăm chú, với lại tâm sự với chú một chút xíu nha cả nhà. Cái này mình làm ao để mai mốt mình chứa nước không? Chứa nước thì giờ khô cạn rồi, giờ mình phải đào về cái này chứ sao giờ? Vừa cái này nó tràn ra không? Hả? Đất gì nó tràn ra không? Dạ gì mà ở đó, đó là đắp dạng đắp bờ bao biết không? Dạ con biết mà. Dạ. Thì đây, hồi tháng kia nó ngập nước, bây giờ mình đắp lần lần giữ nước á. Cái này có mình ông làm luôn hả? Thì hai chồng nhà làm luôn. Trời ơi, mình vận chuyển từ dưới đây mà mình đi lên đây cũng mệt lắm mà. Lên đây, rồi đắp cái bờ đó, tự cho nó đó. Dạ. Xuống đắp ra bờ. À, cái bờ trên đây luôn. À. Đất mình, đất ruộng không hả ông? Đất ruộng nè.
Dạ. Nhà ông ở đây luôn hả? Nhà cá. Nhà bên đây. Ủa nhà đá quá ông ơi. Nhà kia kìa, chứ không phải nhà này. Nhà dưới kìa. Ủa cái nhà dưới á. À. Nhà dưới có sân bự đó. Ờ. À. Hả? Đá ghê không? Vậy đá gì? Trời đất. Ở quê vậy gì là ngon lành nha ông ơi. Trời ơi mát mẻ luôn, có cây xoài hay gì trước cửa. Thì cây xoài đó. Ao này đúng cảnh thôn quê luôn. Chuối này mình chuối gì vậy ông? Chuối hột. Chuối ăn bắp với trái thì nó có hột rượu thuốc á. Dạ. Rượu thuốc á. Thì chuối hột thường thường ngâm rượu thuốc á. Dạ, có đó. Chưa có trái hay không ha? Hỏi là lúc này trái ăn muốn là không ai ăn hết, thành ra bán bắp thôi à. Ờ à, đúng rồi, cái bắp của chuối hộp là ăn ngon nhất. À, ăn ngon nhất. Cái mấy cái bắp khác là chuối khác là ăn không ngon bằng. Đúng rồi. Nó giòn, nó ấy hơn là bắp chuối xứ. Dạ, đứng đây mát quá. Ủa dưới bên kia mình đốt ruộng hay là gì vậy? Mình đốt cũng đốt ruộng đó mà đốt không trái được. Mình đốt rồi nó lỡ nó cháy lan rồi sao? Cháy lan gì cho nó không cháy nữa gì cho lan. Ở đây bầu giống lúa hay gì vậy? Phân gà đó. Phân gà. Đất ở đây tốt lắm đó ông ơi. Đất mà để trên bờ gì nè tốt lắm á. Bên kia có một cái đám ruộng. Ông đang đốt. Đốt đồng. Dừa tháng này không có nước mà mình trồng xung quanh cái ao thôi thấy nó héo queo hết ráo rồi. Dừa còn không chung nổi rồi. Dừa là nhìn thấy nó eo ruột coi. Cây cờ móc này xịn quá ha. Cây móc này. Cây dặm lúa đó. Ủa dặm lúa hả? Con đâu biết. Móc thải như dân miền Tây biết không? À, móc lên cây dính lên cái mình để lại chỗ khác. Dục chỗ khác, dục chỗ mấy à, đó. Móc bên đây nè, đó giờ dục bên đây. Con cũng thấy bà con mình đứng dục hoài đó, con đâu biết cái cây đó làm đó đó. Cây dặm lúa đó. Ở đây cỏ nó mới còn sống nổi thôi nè. Cái len này là của chú nè, chú sáng đất nè. Mình sáng tới đây thôi hả ông? Bây giờ khô lúc nào, hổm là khô nứt nẻ dữ lắm, nứt mới lấy mà nứt nẻ lại đó. Chỉ có mùa khô mình mới đứng xuống tới đây được thôi, mùa nắng là thôi. Ủa, ờ đúng rồi, mùa mưa là coi như đây nó ngập hết rồi. Mùa mưa mình thả vài chục ký cá xuống đây ông. À. Mình đắp đá bờ cao cao lên. Đó, bờ đó. Dạ. Mình thả cá để mình lấy. Cái bờ bao lắm. Này hai người làm chắc cả tháng luôn. Dạ. Ngày làm không có suốt ngày, sáng buổi sáng làm chừng mấy tiếng một cái giờ thôi à. Dạ. Mệt thôi vô nghỉ đúng không? Dạ. Dạ. Để từ từ nhà làm. Mấy cái hốc này là thường thường cá nó trú trong này. Ếch cá gì nè. Ếch rắn nữa. Nó chui trong đây. Dạ. Cái mùa nước á nó chui trong. Còn giờ khô queo. Sống không nổi mà. Mấy cái hốc này cũng vậy nữa nè, có cá rồi đó. Mùa mưa nó ngập hết ở đây. Cây này cây khô nó chết. Mấy cái hốc này thường thường có cá không. Mỗi năm là cái ao này nó có cạn không ông? Cạn, năm nào cũng cạn hết. Dạ. Ao mình ao cạn mà đâu có sâu mấy đâu ha. Sao bây giờ nó cạn gì mà không tận dụng mình muốn mình sắn xuống cho nó sâu thì sâu luôn đi ông? Sâu rồi giờ hỏi. Nuôi cá luôn. Nước đâu có làm gì giờ xài nước nước tên nước ấy không vừa.
chứ phải và sáng sâu và thu hoạch được cái nào mình làm được thì mình mới tận dụng cái khổ đến nay. Dạ. Nó không queo mà lấy gì ơi. Thánh này vậy cho mình một kiểu cái khổ đi. Cái chậu này là mình để mình làm ruộng đâu, canh tác đâu phải không? Chậu đá ha. Chậu này cũng chắc hơi nắng à. Cái cục đất gì đâu mà nó bự như vậy. Ông lớn tuổi ông Vinh được là ông sức khỏe dữ lắm luôn ông ơi. Dạ. Dạ cả nhà coi cái cục đất này. Quá trời một ề như vậy Vinh gì nổi. Nè mấy cục bự bự tấn nè. Quá xá luôn. Bởi người ta nói là mấy chú mấy bác nông dân là lúc nào cũng khỏe mạnh là đúng luôn. Giờ trai trẻ chưa chắc gì làm nổi luôn không? Dạ. Tấn nguyên cái bờ bao mà canh cái mùa khô, mùa không có nước nè. Cục nào cục nấy thôi. Quá quá bự cả nhà ơi. Tấn nguyên cái hàng luôn. Cái bờ này sau này mình sẽ đi vô đây các bạn ông. Đó mình đi theo cái bờ này nè. Mình đi vô nhà cái mùa nước ngập á. Dạ. Đẹp anh. Có mấy hàng dừa nữa xanh ngát luôn. Ở trong này một ụ rơm. Phía trước này mấy cái cục nó bự quá trời bự luôn. To. Trời ơi đất à. Có hai vợ chồng chú ông này làm đắp cái ao này thôi. Quá trời công sức bỏ ra nhiều lắm. Hỏi nhiều người hồi đó ở đây rồi đi ra nước ngoài ở rồi nhớ quê hương cái mình ngồi dòm lại cho đỡ nhớ đỡ. Dạ đúng rồi, có nhiều cô chú anh chị nước ngoài đó xa quê hương lâu lắm rồi không có thấy được cảnh này á, cảnh quê hương của mình. Hồi xưa ở Việt Nam đi ra nước ngoài đâu có còn cái nó thấy cái nữa. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi con quên hỏi tuổi chú. 73. 73 tuổi. Chú 73 tuổi cô là bao nhiêu? Cô là 60. 60 73 mà làm nguyên cái ao này luôn nè cô chú anh chị. Múc từng cục đất mà đắp thành bờ đê luôn rồi làm thành một cái bờ. Cái bờ này kêu bằng bờ gì không? Bờ ao chứ bờ gì? À, bờ ao. Bờ ao ranh đất ranh đất nông nghiệp á. Dạ. Em thấy ha những cái cục đất như thế này em còn dỗi hàng nữa đó. Mà thấy chú ha đắp nguyên cái bờ này mà cái bờ đi vào ở phía trong luôn theo những cái hàng dừa đó cả nhà. Nãy giờ em chia sẻ đó. Quá quá khỏe luôn rồi bà con nông dân ở dưới quê mình á. Giờ chú đang làm những cái dọn ba cái cây chuối này cho nó sạch mà chuẩn bị cho nó mấy cái lá này mình đốt là nó cháy dữ lắm đúng không? Lớn tuổi mà mình làm như vậy thì nó khỏe đúng không? Đợi tôi khoái đổ mồ hôi. Dạ. Nó đổ mồ hôi nó mới khỏe chứ còn nếu mà cái tuổi này mình ít làm chắc bệnh dữ lắm. Dạ bệnh đó. Đúng rồi. Ít làm bệnh. Còn giờ mình làm như vậy nó khỏe lắm. Với lại không khí nó thiên nhiên nè. Nó cũng đỡ mệt nữa không? Dạ. Gió thổi nè, trụ quá trời mát luôn. Rồi cảm ơn ông nghe, thôi con đi luôn ông ơi.